quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 8 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân kiểm tra công tác phòng chống COVID-19 tại Quế Sơn. Đảm bảo an toàn tại các cơ sở cách ly có thu phí. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam làm việc với lãnh đạo huyện Nam Giang về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân, Phó trưởng ban trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Nam cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra và làm việc với huyện Quế Sơn về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo của Ban phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Quế Sơn, từ đầu đợt dịch mới đến nay trên địa bàn huyện đã có 17 người cách ly tập trung, trong đó liên quan đến quán bar New Phương Đông Đà Nẵng 4 người, bệnh viện Hoàng Mỹ 1 người, chuyến bay VN7161 1 người, Thanh Hóa 2 người và liên quan đến bệnh nhân 3131 là 9 người. Tổng số người cách ly tại nhà là 133 người. Địa phương phối hợp với các ngành chức năng triển khai thực hiện 58 mẫu xét nghiệm, trong đó có 8 mẫu tại khu cách ly tập trung huyện, 5 mẫu cho đối tượng hoàn thành cách ly tập trung về địa phương và 45 mẫu cho đối tượng F1, F2 liên quan đến bệnh nhân 3131. Hiện có 3 mẫu âm tính, 52 mẫu đang chờ kết quả. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Quế Sơn, đồng thời yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm, thực hiện cách ly tập trung, quản lý sau cách ly tập trung tại nhà và nơi lưu trú, tăng cường tuyên truyền, thông tin truy vết các đối tượng F1, F2, tiếp tục rà soát các trường hợp tiếp xúc gần để có các biện pháp cách ly theo quy định, chỉ đạo tăng cường hoạt động của tổ giám sát cộng đồng tại địa phương. Tiếp đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân cũng đã đi kiểm tra công tác truy vết, cách ly và phòng chống dịch tại huyện Nông Sơn. Báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Nông Sơn cho biết, hiện trên địa bàn có một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 đi làm tại Thẩm mỹ quốc tế Amida, số 222 đường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng. Liên quan đến ca nghi ngờ này, qua điều tra xác minh truy vết có 19 ca F1, trong đó có 2 học sinh là F1 và 46 F2. Hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Nông Sơn đã liên hệ Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam để đưa bệnh nhân đến phòng khám Đa khoa khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Nông Sơn từ trưa ngày 8 tháng 5 chuyển cấp F2 thành F1 và áp dụng biện pháp cách ly tập trung. Tiến hành khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng toàn khu vực nhà, khu vực cách ly bệnh nhân, thành lập 2 tổ truy vết, tổ chức điều tra truy vết F1 và F2 liên quan đến bệnh nhân, tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Nông Sơn khẩn trương tiếp tục truy vết, cách ly, thực hiện nghiêm túc với mức độ cao nhất, xác định cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu. Đối với các buổi tiếp xúc cử tri thực hiện đúng quy định giãn cách, khử khuẩn nghiêm túc theo đúng quy định phòng chống dịch COVID-19. Khâu phòng chống dịch trong khu cách ly thực hiện nghiêm, tránh tình trạng lây chéo trong khu cách ly, thực hiện cách ly đúng 21 ngày. Ngành giáo dục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định cho học sinh nghỉ học và có lịch thi riêng, nghiêm túc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế, nhất là những nơi tập trung đông người. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân vừa ký ban hành công văn về nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện. Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức nghiêm trọng. Nhiều tỉnh đã có dịch, một số bệnh viện đã có người bệnh, người nhà và nhân viên y tế nhiễm COVID-19. Trong đó có chủng virus biến thể siêu lây nhiễm Anh, Ấn Độ, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Thực hiện công điện số 615 ngày 7 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất và chủ động xét nghiệm COVID-19 tại các bệnh viện, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai ngay một số nội dung chủ yếu như sau. 1. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. 2. Nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng phương án ứng phó trong tình huống có ca bệnh COVID-19 xâm nhập vào bệnh viện.
3. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh khẩn trương thực hiện nghiêm các nội dung nêu tại công văn số 3775 ngày 6 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh chủ động xét nghiệm toàn bộ nhân viên y tế, người bệnh, người chăm sóc người bệnh dài ngày. Kinh phí xét nghiệm thực hiện từ nguồn kinh phí chống dịch của địa phương và theo đúng hướng dẫn tại công văn số 1126 ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bộ Y tế cũng vừa có văn bản gửi các bệnh viện yêu cầu định kỳ tổ chức xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên cho nhân viên y tế ở các khoa phòng có nguy cơ cao, thường xuyên đánh giá bệnh viện, phòng khám an toàn phòng chống COVID-19 theo quy định, kiên quyết đóng cửa tạm dừng hoạt động, các cơ sở không đạt tiêu chuẩn, xem xét xử lý kỷ luật các cơ sở không chấp hành quy định, đồng thời yêu cầu nhân viên y tế không đến các địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm như ăn tiệc buffet, đến công viên giải trí, đến rạp chiếu phim, đến quán bar karaoke v.v. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có chỉ thị tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải, trong đó các phương tiện vận tải khách liên tỉnh không được dừng đón trả khách khi đi qua vùng có dịch COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hạn chế các sự kiện tập trung đông người, tăng cường họp trực tuyến. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cùng với việc triển khai cấp bách các biện pháp nhằm khống chế kịp thời, hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh, tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An cũng đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các khu cách ly có thu phí trên địa bàn thành phố đối với hàng trăm người nhập cảnh. Khách sạn Em trên đường Lý Thường Kiệt, thành phố Hội An hiện có hơn 150 người nhập cảnh đang được cách ly có thu phí. Toàn bộ khuôn viên khách sạn được rào chắn và thông báo hạn chế tiếp cận. Lực lượng bảo vệ của khách sạn với sự hỗ trợ của công an phường Cẩm Phô thường xuyên trực gác cả ngày lẫn đêm. Đối với khách được cách ly, việc giám sát được thực hiện chặt chẽ thông qua hệ thống camera. Hiện nay, bên cạnh việc phục vụ hàng ngày cho người cách ly đảm bảo chu đáo, đầy đủ, thì việc đảm bảo an toàn phòng dịch, không để xảy ra lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 cũng được quan tâm hàng đầu. Công tác mà chuẩn bị với lại phòng chống dịch đó là bên khách sạn làm tuyệt đối theo cái chỉ thị 1246 của Bộ Y tế về phòng chống dịch và phương án rất là cụ thể. Ví dụ như là về cái vấn đề là cổng gác, về phân chia cái khu vực ở cho khách, khu vực cho nhân viên phục vụ, tất cả đều là theo cái yêu cầu của 1246 hết. Để đảm bảo an toàn cho khách và cái đội ngũ nhân viên phục vụ và nhân viên phục vụ vòng ngoài nữa. Hiện nay trên địa bàn thành phố Hội An có 8 cơ sở lưu trú được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cấp phép đón người nhập cảnh và thực hiện cách ly có thu phí. Trong đó có 3 cơ sở lưu trú đã đón khách về cách ly. Cụ thể là các khách sạn Em, Mulberry, Collection, Siêu Villa và khách sạn Mường Thanh. Việc quản lý người nhập cảnh đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở cách ly này được Công an thành phố Hội An phụ trách đảm nhận. Theo đó, trước khi các cơ sở đón khách cách ly, Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác an ninh an toàn và xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các cơ sở. Công an thành phố Hội An đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng cần tổ chức thực hiện nghiêm túc. Công an thành phố đã tổ chức kiểm tra công tác an ninh, an toàn và có phương án cụ thể và thông báo phân công nhiệm vụ cho các lực lượng. Đến nay, công tác bảo đảm an ninh trật tự cho các cơ sở lưu trú được phép làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí được triển khai đúng quy định. Công an thành phố đã tiến hành kiểm tra để kịp thời phát hiện những sơ hở thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời khắc phục. Lực lượng làm nhiệm vụ thường xuyên chốt chặn các điểm ra vào của khách sạn để người cách ly không được ra vào khu vực cách ly. Đồng thời, lực lượng công an phường phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tiến hành tuần tra kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quanh khu vực diễn ra bầu cử cũng như khu vực cách ly người cách ly tại khách sạn Mường Thanh. Mới đây, tại cuộc họp khẩn về phòng chống dịch bệnh COVID-19, thành phố Hội An đề nghị đảm bảo an toàn tuyệt đối công tác phòng chống dịch bệnh đối với người nhập cảnh, theo quy định tại 3 cơ sở lưu trú đang đón khách cách ly có thu phí, đồng thời rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn về không gian, khoảng cách, điều kiện y tế, nhân lực tại các cơ sở này.
Thưa quý vị, sáng nay đoàn kiểm tra giám sát số 8 Ủy ban bầu cử tỉnh do đồng chí Phan Thái Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nam Giang về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là địa phương duy nhất của tỉnh có các khu vực được phép bỏ phiếu sớm. Theo báo cáo, toàn huyện Nam Giang có 58 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 24 khu vực bỏ phiếu thuộc 6 xã biên giới La E, La Dê, Đắc Bre, Đắc Tôi, Đắc Rinh và Chơ Chun được tổ chức bầu cử sớm vào ngày 16 tháng 5 và 34 khu vực bỏ phiếu vào ngày 23 tháng 5. Đến nay, huyện đã hoàn thành việc niêm yết danh sách các ứng cử viên bầu đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân xã tại các khu vực bỏ phiếu. Danh sách có hơn 17.000 cử tri tham gia bầu cử của huyện cũng đã được niêm yết theo quy định. Các công tác tuyên truyền, an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại, tố cáo đều được thực hiện chu đáo. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm bầu cử cũng được triển khai. Ủy ban bầu cử huyện cũng đã xây dựng kế hoạch cụ thể chỉ đạo các tiểu ban, nhất là tiểu ban tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng pano áp phích trên địa bàn của 6 xã vùng cao. Thì các tiểu ban này cũng đã triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Cơ bản đến thời điểm hiện nay, người dân để hiểu rõ được người dân, mặc dù các hộ dân đều đồng hành, đó là tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, nhưng mà qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian vừa qua thì hiện nay người dân đã hiểu rõ là ngày 16 tháng 5 về các điểm bầu cử để tiến hành bầu cử. Đồng chí Phan Thái Bình đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của huyện Nam Giang, đặc biệt là ở 6 xã biên giới bầu cử sớm, đồng thời yêu cầu huyện Nam Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để 100% cử tri đi bầu cử đúng thời gian quy định. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, đồng chí Phan Thái Bình yêu cầu huyện Nam Giang cần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch tại các điểm bỏ phiếu, thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang đối với các cử tri khi đi bỏ phiếu. Các lực lượng công an, biên phòng tiếp tục bám sát địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Trước đó, vào chiều qua, đoàn kiểm tra giám sát số 8 Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu thuộc địa bàn xã Đắc Rinh, huyện Nam Giang. Đây là một trong 6 xã biên giới của huyện Nam Giang được tổ chức bầu cử sớm vào ngày 16 tháng 5. Đoàn kiểm tra cho rằng xã Đắc Rinh đã hoàn tất các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đảm bảo đúng quy định. Xã Tà Lu có 4 khu vực bỏ phiếu với gần 1.000 cử tri. Tại các địa điểm bỏ phiếu đã niêm yết danh sách các ứng cử viên. Để đảm bảo 100% cử tri đi bầu, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được chú trọng, quan tâm bằng nhiều hình thức giúp nhân dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch cũng được quan tâm. Tại các điểm bỏ phiếu để bố trí cán bộ y tế để nhắc nhở cử tri đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn khi tham gia bầu cử. Đồng chí Phan Thế Bình ghi nhận và biểu dương công tác chuẩn bị bầu cử của xã Đắc Rinh và nhấn mạnh địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử, đảm bảo tất cả các cử tri đi bầu đúng thời gian quy định. Cùng với đó cần chú trọng phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong quá trình tham gia bầu cử. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay, Sở Y tế Quảng Nam tổ chức kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế đi học theo chế độ cử tuyển ngành y dược của tỉnh. 45 thí sinh đủ điều kiện dự thi kiểm tra sát hạch đợt này. Sau khi Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Y tế thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông và website của Sở Y tế, đã có 47 thí sinh nộp phiếu đăng ký dự tuyển. Hội đồng xét tuyển đã tổ chức kiểm tra phiếu dự tuyển tại vòng 1 và chọn ra 45 thí sinh đủ điều kiện dự thi kiểm tra sát hạch lần này. Sau khi thực hiện các nghi thức khai mạc kỳ xét tuyển viên chức, đại diện các thí sinh và ban tổ chức kiểm tra niêm phong bộ đề thi và tổ chức cho các thí sinh kiểm tra sát hạch tại chỗ. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Hội đồng xét tuyển Sở Y tế đã đảm bảo an toàn cho các thí sinh tham dự như thực hiện đúng quy định 5K, bố trí cán bộ hướng dẫn kiểm tra, khai báo y tế, đo thân nhiệt cũng như rà soát và chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Nam lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các thí sinh có đến thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành có dịch trong thời gian qua. Thưa quý vị, thời con gái, chị Nguyễn Thị Hương ở thôn Lộc Ninh, xã Tâm Lộc, huyện Phú Ninh lỡ dở duyên nợ, để rồi một mình chị lầm lũi nuôi ba con cùng người mẹ già ngoài 80.
chân lắm tay buồn, những tưởng mẹ con, cháu sau đắp đổ qua ngày. Thế nhưng cuộc sống không giống như những gì chị Hường trông đợi. Bởi bệnh tật đói nghèo luôn đeo bám, khiến gia đình của chị rơi vào cảnh kỳ quệ. Căn nhà vỏn vẹn vài chục mét vuông sập rệ xuống cấp trầm trọng khi mùa mưa bão đi qua. Đầu năm nay, gia đình chị được nhà nước hỗ trợ sửa chữa lại ngôi nhà. Niềm vui khi có được nơi che mưa trú nắng ổn định hơn trước chưa bao lâu, thì bệnh tật lại tiếp tục ập đến với gia đình chị Hường. Con gái thứ hai, Nguyễn Lưu Cẩm Ly, 9 tuổi, được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim, cần được điều trị kịp thời. Bản thân chị Hường là phụ nữ đơn thân, cũng mang căn bệnh suy tim nặng và u nang buồng trứng, nhưng không có điều kiện chạy chữa. Bản thân tôi là cũng đa ốm thường xuyên nữa, còn bị tim, nói chung cũng bị bệnh nhân sơ nữa, u sơ tử cung nữa, là cũng nói chung đủ thứ bệnh hết. Mà bản thân tôi thì cũng mong muốn, giờ cũng bé cũng bị tim đó, là cũng mong muốn có được một chi phí nhỏ nào mà để cho nó đi mổ tim cho bé. Còn việc lộm thì nói chung cũng ở nhà lộm nặng không được, đi lộm chi cũng mấy keo hết, đa nặng mà lộm nặng không được. Thành rồi nhà nuôi con gà đó đó, rồi tống đến đào bẩn đó, bẩn nhỏ rồi đó. Bẩn để mà mua lúa, mua gỗ thêm để ăn, chứ còn cũng không có lộm chi thêm được nữa hết. Bệnh tật nhưng là lao động chính nên thời gian nghỉ ngơi của chị Hường dường như rất hiếm hoi. Hiện chị phải chăm lo ba người con và mẹ già ngoài 80 tuổi thường xuyên ốm đau. Trong đó, cháu lớn nhất 19 tuổi đã bỏ học kiếm việc làm, cháu nhỏ nhất 6 tuổi và sắp vào lớp 1. Vì không có điều kiện chạy chữa bệnh tật khiến chị ngày càng suy kiệt về sức lực và thân thể. Hiện tại, chị không thể tiếp tục làm việc nặng, nên mọi chi phí cuộc sống dựa cả vào một sào ruộng gửi người thân trong quay và mấy con gà con vịt sau nhà. Bên cái hồi dưa của mấy chị em á, là cũng có là đi quyên góp giúp đỡ, nhưng mà một phần nhỏ nào đó thôi, chứ không thể là quyên góp được một số lớn. Nói chung là chị em có giúp đỡ thì một người trăm rồi đó, thì nói chung là dùng dồn lại được ít đồng cho bà thôi, chứ không được là cái sự là lớn lao lắm. Nên chỉ nói chung là bên cộng đồng mạng mà gần như có ai giúp đỡ được cho bé thì ra tay để giúp đỡ cho bé, chứ hoàn cảnh của bé hàng cũng khó khăn. Hiện nay chị Hường mong muốn có được một khoản kinh phí để điều trị căn bệnh tim cho con là cháu Nguyễn Lưu Cẩm Ly, cũng như có thêm điều kiện chạy chữa căn bệnh bản thân lo cho mẹ già. Mọi sự giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức xin gửi về địa chỉ: chị Nguyễn Thị Hường, thôn Lộc Ninh, xã Tâm Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, điện thoại 0355 459 360 hoặc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, số 58 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn tập đoàn Bin Corporation Group đã đồng hành cùng địa chỉ từ thiện. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây cũng xin được khép lại.